Kết phiên ngày 29 tháng 3, thanh khoản 7.305 tỷ, tăng 2,04 điểm lên 1.056 điểm. VN30 tăng 2,63 điểm lên 1.061 điểm. Thì hôm nay sẽ phân tích kịch bản của VN-Index cũng như là những ngành tiềm năng trong thời gian tới nha mọi người nhá. Thì hôm qua tôi rất là bận, tôi không lên video. Thì hôm trước, các bạn chỉ cần xem video hôm trước thôi, các bạn sẽ biết kịch bản của các dòng cũng như là điểm chốt lời của cổ phiếu, đúng không? Hôm trước phân tích rất là kỹ rồi, video hôm trước. Cần gì phải video hôm qua đâu, video hôm trước là các bạn đủ xử lý rồi, đúng không? Thì hôm nay sẽ phân tích những cái cổ phiếu mà các bạn có thể tiếp tục nắm giữ tiếp, gồng lưới tiếp. Và cái form mô hình hai đỉnh thì nó đang diễn ra rất là đúng rồi, đúng không? Dòng chứng khoán ấy, tôi phân tích với mọi người cái form của dòng chứng khoán là form mô hình hai đỉnh, cho nên việc gì mà mình cứ phải mua đi bán lại làm cái gì, hoàn toàn có thể giữ để đón cái đỉnh hai, đúng không? Cái form mô hình hai đỉnh thì tôi dạy mọi người rất là kỹ trong nhóm học viên rồi, dạy cực kỳ kỹ cái form như vậy rồi. Đấy. Thì tại sao lại có những mô hình hai đỉnh đấy như vậy. Khối ngoại thì hôm nay bán dòng hơn 209 tỷ, tập trung bán rất là nhiều STB, VPBank, SSI, GMD, VND, VNM, họ mua vào nhiều Hòa Phát, Vietcombank, MBB, VHM, VIC. Tự doanh thì cũng bán dòng hơn 56 tỷ, tập trung bán nhiều GMD, HBG, ACB, VHM, họ mua vào nhiều VPBank, Masan, MBB. MBB thì tôi cho mọi người mua trong nhóm cũng khá là sớm, đúng không? Và bây giờ mọi người đang lãi rất là tốt rồi, mô hình dòng tiền thì đang ổn, hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ tiếp mọi người nhá, đợi điểm chốt lời thôi mọi người nhá. MBB tôi cho mua ngày 24 tháng 3, đúng không? Thì canh chốt lời thôi. Cái form này là form rất là khỏe đấy, bởi vì là những cái cổ phiếu như VPBank chẳng hạn, dòng tiền nó vào trước, và con MBB bây giờ bắt đầu là hút dòng tiền này. MBB và SHB là hai con bây giờ đang hút dòng tiền. Thì con SHB cũng tăng một biên cũng khá là tốt rồi, đúng không? Thì gặp cái vùng kháng cự, cái vùng quanh quanh vùng 11.30, 11.40 là các bạn, nếu mà tăng FOMO cái lên cái nhịp đó là các bạn có thể canh chốt lời nhé mọi người nhé. Bởi vì cái form này để mà trung hạn là các bạn cầm thoải mái mọi người nhé, trung và dài hạn là các bạn cầm thoải mái để có một cái target tương đối lớn nhá. Nghĩa là nó về mà nó về lại tích lũy được cái về lại cái vùng 9 vùng 10 là nếu mà cái nhịp này mà nó test lại vùng 9 vùng 10 là các bạn đánh tỷ trọng lớn được. Thậm chí là nếu mà bạn nào đủ tự tin đánh full margin luôn được, nếu mà VN-Index nó tốt nữa, đúng không? Cái form này là form trung hạn là rất là ok nhá. Còn ngắn hạn cứ lên vùng quanh quanh vùng 11.30, 11.40 là các bạn chốt lời nhá. MBB thì cứ giữ đi nhá. MBB giữ đi. Đấy. Giai đoạn này trong nhóm thì tôi khuyến nghị hai mã MBB và Lovaland. Lovaland là đem lại biên lợi nhuận tốt nhất. Đâu, Lovaland, MBB tiếp tục làm giữ nhá, đang lời khá là ổn rồi, mẫu hình dòng tiền đang rất là đẹp. Lovaland này, Lovaland thì các bạn xem video ngày 28 tháng 3, đúng không? Xem video ngày 27 tháng 3, chúng tôi cũng phân tích cái video mà điểm chốt lời Lovaland ấy, đúng không? Lovaland thì vùng 13.30 có lên đúng vùng 13.30 và điều chỉnh rất là hay. Nghĩa là vùng 13.30 nghĩa là cái vùng mà nó tạo được cái form mẫu hình cốc tay cầm của nó ấy, đúng không? Đấy, thì cái form của Novaland cũng là form rất là khỏe, hoàn toàn mọi người có thể tiếp tục nắm giữ mọi người nhá. Form này nếu mà bạn nào mà đánh ngắn thì vùng 13.30 là các bạn anh chốt lời và cho kịch bản của video ngày 27 tháng 3 rồi, đúng không? Đấy, các bạn trên YouTube các bạn mua là biên lợi nhuận cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Các bạn xem video ngày 23 tháng 3 và ngày hôm sau là các bạn mua video mua 24 tháng 3, đúng không? 24 tháng 3 là các bạn có biên lợi nhuận trong một thời gian ngắn 15-16% trong một thời gian rất là ngắn. 13-30 chốt lời, xong rồi dành tiền đó có thể là luân chuyển sang những cái dòng khác, hoặc thậm chí là tiếp tục nắm giữ con Lovaland này cũng được. Hôm nay thì đang đánh form kịch bản khỏe, có yếu nhất thì cũng chắc về lấp gáp vùng 11-90 thôi. Đấy, lấp vùng gáp 11-90 xong lại đánh lên tiếp. Lấp 11-90 thì là kịch bản yếu, nghĩa là form hai đỉnh lúc đấy thì bạn bán luôn. Còn kịch bản mà khỏe của nó phải tích xây một cái nền nữa. Đấy, nền 1 này, nền 2 nó xây luôn quanh cái vùng mà 12.70, 12.60. Đấy, xây quanh cái vùng nền này luôn thì đánh lên luôn nhá. Mọi người nhá, nghĩa là tạo cái form mô hình cốc tay cầm đấy. Đấy. Cái form này là form khả năng là lên được vùng 14-15 đấy nhá. Form Lovaland này. VN-Index lại còn tốt nữa mọi người, VN-Index lại còn tốt nữa. Đấy, cái form này, form VN-Index này là đang là form xử lý cản luôn này. Nghĩa là đây là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của VN-Index rồi. Nghĩa là nó xử lý cản luôn rồi. Nghĩa là xử lý cản 1-2 phiên rồi. Nó mà lòng hoàng vùng này tầm 2 phiên nữa là nó đánh lên luôn vùng 1080. Đấy, đánh lên luôn. Thì các bạn, cái form kiểu như này nhé, thường thường khi mà nó xảy ra cái vấn đề bùng nổ thì có khi là lúc là mọi người chốt lời đấy nhá. Ok.
Đối với Dow Jones thì khả năng là cái form của nó vẫn là form mẫu hình gọi là đỉnh sau thất đỉnh trước thôi. Đấy, lên trên vùng khoảng tầm, tôi nghĩ khoảng tầm quanh quanh vùng 33.000 ấy, thì lại chắc lại cắm mỏ tiếp. Thị trường thế giới đang hồi phục rất là tốt. Nasdaq tăng 0,84%, Dow Jones tăng 0,64%, S&P 500 tăng 0,77%, Nikkei tăng 1,33%. Shanghai giảm 0,16, Hang Seng tăng đến 2,06%. Tăng rất là mạnh. Kospi tăng 0,37. DAX tăng 0,88, CAC tăng 1,24%. Thị trường hồi phục rất là tốt. Dòng chứng khoán này, các bạn xem thuần và phân tích kỹ thuật. Này, dòng chứng khoán này. Tại sao những cái con như kiểu FTS hay đặc biệt là VCI, các bạn nhìn cái form mẫu hình dạy cho mọi người rất là kỹ rồi trong nhóm học viên là tại sao cái form này là form mẫu hình hai đỉnh, đúng không? Dạy rất là kỹ tại sao form mẫu hình hai đỉnh, cho nên là khi mà tạo được cái form mẫu hình hai đỉnh rồi thì mình việc của mình nên cầm cổ phiếu, chứ mình cứ mua đi bán lại thôi, khi nó không phải là giải pháp đâu. Ai mà cầm những cái form kiểu cổ phiếu này thì mình cứ thế mình cầm thôi. Giống cái giai đoạn mà tránh trường hợp mà giống như giai đoạn mà HHV như giai đoạn này mà mình quá ra cái form này thì tôi dạy mọi người là mô hình ba hai đỉnh đúng không? Vượt qua vùng kháng cự này thì test lại canh mua thôi. Bạn nào cứ mua mua bán thành ra lúc nó tăng lại không dám mua nữa thì thành ra là mất mất hàng. Đấy, kiểu như vậy. Nó rất là đáng tiếc. Nhưng những cái form nào mà đã có cái form mô hình hai đỉnh thì mình cứ thế mình cầm thôi. Chứ việc gì mà mình cứ phải mua đi bán lại làm gì nhiều, đúng không? Các bạn xem cái mô hình của VCI này. Còn này test rất là đông, đúng không? Cũng dự kiến là nếu mà nó về cho mọi người về test vùng này thì mình có thể mua gia tăng, mua mới cũng được. Nhưng mà nó test rất là đông, nó chỉ test được cái phiên ngày 24 tháng 3 giảm có 1,11% nó tăng luôn. Đấy, thậm chí con FTS này thì cũng thế, còn khỏe hơn nữa, đúng không? Khỏe hơn nữa, còn rất là khỏe. Nhưng mà cái mẫu hình này bây giờ là đến cái thời điểm mà chuẩn bị mọi người chốt lời được rồi, đúng không? Chốt lời được rồi. Bây giờ gặp vùng kháng cự mạnh ở vùng trên này. Mai sau là vùng dưới này sẽ là vùng hỗ trợ của nó, thì các bạn khi mà test về vùng hỗ trợ thì các bạn tham gia các bạn mua, còn điểm bán thì tôi nghĩ là tăng tầm 3 đến 5% nữa là bán được thôi. Vùng kháng cự này tương đối mạnh của con FTS đó mọi người nhé, tăng thì 5 về 3% nữa là các bạn hoàn toàn các bạn có thể chốt lời được rồi. Đấy, thị trường thế giới thì tốt như này, đúng không? Thị trường thế giới thì tốt như này. VN-Index thì xử lý cản một hai phiên nữa thôi là bay. Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao, và mọi người nhớ like nhé, like cho nhiệt vui. Thì cái những cái cổ phiếu mà mọi người quan tâm nhất này, ví dụ như kiểu là hôm nay cũng khá là nhiều bạn hỏi con gách thì có nên bán hay không, về phân tích kỹ thuật này, phân tích dòng tiền nó chả vi phạm cái gì cả thì các bạn bán làm cái gì? Hôm nay kết giá tham chiếu nó đang bứt được cái vùng nền này của nó rồi thì cả chát giờ chát ngày của nó đang rất là ổn, việc gì đâu mà mình cứ phải mua mua bán nhiều làm gì, đặc biệt là nó có vùng gáp trên của nó, gáp trên nó đã chinh phục được đâu mà mọi người bán. Bạn nào có con gách này các bạn cầm đi, việc gì đâu. Thị trường VN-Index tốt là con này sẽ bay đấy, con này sẽ tốt, nó sẽ tăng đây, đang xu hướng của nó đang đánh trên 10, vi phạm cái gì đâu. MACD và RSI chả vi phạm gì, hay VCG cũng đúng, VCG cũng chả vi phạm gì, VCG chả vi phạm gì. Chỉ còn vấn đề là bây giờ là nếu mà tầm hai phiên tới nha mọi người nhá, hai phiên tới mà nó không vượt được qua cái vùng mà 21-25 nha, hai phiên tới mà không vượt qua vùng 21-25 thì các bạn nên bán đi. Đấy, thì con này nó cũng vượt được qua cái vùng nghĩa là nó phá cái xu hướng giảm điểm của nó rồi, nó phá cái xu hướng giảm điểm của nó, nghĩa là nó đang cái xu hướng như này, đỉnh sau thấp đỉnh trước đấy. Thì đây là đỉnh một này, đỉnh hai này, bây giờ đỉnh 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 ba của nó vượt qua vùng 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 đỉnh hai rồi, đúng không? Nghĩa là nó phá vỡ cái xu hướng giảm điểm của nó rồi. Thì nếu mà VN-Index tốt, đặc biệt là cái dòng đầu tư công hoàn toàn có thể là, nó là những cái dòng mà có thể chạy báo cáo tài chính mọi người nhé, cho nên việc gì mà mình cứ phải mua mua bán quá nhiều. VCG tôi nghĩ ổn đấy, vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được. HHV này cũng chả vấn đề gì cả, nó không vi phạm gì cả. Dòng tiền thì mới bồi vào đây, mẫu hình dòng tiền chả vi phạm gì cả. Cả chát giờ chát ngày không vi phạm gì đâu. Nếu mà VN-Index tốt thì khả năng là dòng thép và dòng đầu tư công sẽ là những cái dòng mà vẫn là những cái dòng chạy mạnh đấy mọi người. Bởi vì là tiềm năng là chạy báo cáo tài chính. Con KSB chẳng hạn nó đang chạy trước rồi. KSB này nó chạy trước rồi. KSB đang đang rất là khỏe, con KSB này khỏe. Mẫu hình dòng tiền không vi phạm gì hết mọi người nhé. Đội này đội chạy báo cáo tài chính xong là bắt đầu là sẽ ăn một quả UBO rất mạnh này. Đấy thì khi mà có khi là ra tin là lúc là mọi người bán, nghĩa là ra tin mà kinh doanh kết quả lợi nhuận của đầu tư công có khi là mọi người bị bán cho trận này. Nhưng mà để mà về dài hạn mọi người nhé,
về dài hạn, thuần về mặt dài hạn là các bạn có thể tiếp tục nắm giữ, thậm chí các bạn nắm giữ theo năm cũng được, đúng không? Đầu tư công thì lợi nhuận nó không phải là chạy một quý mà xong đâu, mọi người, nó chạy vài quý chứ không phải là một quý là xong đâu. Cho nên bạn nào đủ tự tin hoặc chấp nhận có những cái biên chỉnh khoảng tầm 15 đến 20% thì các bạn cứ theo các bạn cầm thôi. Đó. Trong quá trình nó tạo một cái siêu sóng lớn của nó thường có những cái nhịp chỉnh rất là gắt chứ không phải là một hai nhịp đâu mà nó đi được. Nó còn chưa có nhịp nước rút mà mọi người. Cái form này nó form nước rút đâu. Nó chưa có nhịp nước rút cho nên là nước rút nó phải trần 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 liên tục cơ mọi người, trần 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 liên tục. Nó phải như kiểu giai đoạn như kiểu bất động sản ấy, như sell là chẳng hạn đấy, nó phải trần 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 liên tục. Trần liên tục luôn thì đấy gọi giai đoạn dựng nước rút này của dòng như nó đỉnh cao của biên lợi nhuận của nó. Hay là Nam Kim này cũng vậy này. Đây nó nước rút, nó phải vào nước rút cơ mọi người ạ. Đây, giai đoạn này. Giai đoạn quý 3 năm 2021 mà khi mà nước rút xong là phân phối này. Nước rút nó cứ trần 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 liên tục này. Nó cứ chinh phục những cái đỉnh mới và nó tăng liên tục luôn chứ không có nghỉ. Đấy xong tạo mô hình hai đỉnh là cắm mỏ luôn. Đấy thì đỉnh thì có những cái khi mà lên trên vùng đỉnh thì có những cái khối lượng bán lớn ấy mọi người, khối lượng bán lớn là các bạn phải thoát hàng ra ngay. Rồi tạo mô hình hai đỉnh thôi là bán luôn chứ không có lằng nhằng được. Khi mà cổ phiếu đã vào lực rút mà cứ tạo mô hình hai đỉnh là bán luôn, không cần phải ba đỉnh. Nhiều ông cứ đòi ba đỉnh làm gì đây? Ví dụ Nam Kim làm gì có ba đỉnh. Cho nên cứ form hai đỉnh là sút luôn những ngày cổ phiếu mà vào lực rút. Đừng có kỳ vọng nhiều, lãi là được rồi, lãi là quá ngon rồi, mình có thể mình không chốt lãi được bằng đúng đỉnh, nhưng mình chỉ cần chốt lãi đúng điểm thôi mọi người. Đầu tư chỉ cần chốt lãi đúng điểm thôi, không cần gì phải đúng đỉnh, nó chả ai mua được ở đây và bán được ở đỉnh cả. Cho nên cái vấn đề mà mọi người chốt lãi là phải mọi người hết sức lưu ý, kể cả trong trận này nhá, kể cả trong trận VNX này thì các bạn cũng nên chốt lại cũng được, không việc gì phải tiếc đâu, cứ chốt lại không việc gì phải tiếc, chốt lại có cổ phiếu khác mua, không việc gì phải tiếc lưới gì cả. Chốt lại là tốt rồi, quan trọng là các bạn phải biết xử lý, quan trọng là các bạn phải biết xử lý. Ok, đấy những cổ phiếu mọi người quan tâm nhất nhá, đi vào phân tích cổ phiếu dòng đi. MBB thì giữ rồi nhá, MBB giữ đi, tôi cho mọi người mua thì vẫn đang lãi rất là tốt, việc gì phải lo. Cái form mô hình dòng tiền này thì đang rất là khỏe, chả việc gì phải bán cả, chả cá chả rơi chắc ngày việc gì đâu mà phải bán. Ít nhất là tôi nghĩ là cũng lên được cái vùng mà 19 ấy, khả năng là lên được cái vùng 19 ấy, người. Đấy, bao giờ lên cái trên vùng đó rồi lúc này cân nhắc bán sau nha mọi người nhá. Đấy, Techcombank đang rất là khỏe này, Techcombank này bứt nền đang rất là khỏe. Đấy, MBB thì đẹp hơn, MBB mẫu hình dòng tiền nó đẹp hơn. Techcombank hôm nay lớp gap luôn, quay đầu luôn này, đúng không? Gap của nó 2835 đó, gần lớp gáp thì quay đầu, lên gần lớp gáp 2830 thì quay đầu luôn. Đấy, những cái ông người ta có cần chốt đúng cái điểm à, người ta chốt đúng đỉnh đâu. Người ta chỉ cần ví dụ bây giờ gáp là 2835, người ta chỉ cần lên 2830 người ta bán rồi, đúng không? Cái gì người ta phải cái đấy, người ta lãi là ngon rồi, đúng không? Lãi là ngon rồi. Chứ cần gì phải, bởi vì là trong đầu tư chứng khoán ấy, cơ hội nó rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều. Chứ việc chả việc gì mà mình cứ phải quá kỳ vọng vào một cổ phiếu nào cả. Không có cổ phiếu này đầu tư đến cổ phiếu khác đầu tư. Ví dụ như kiểu CVCI hay cái form mà mô hình thuần và mô hình hai đỉnh thì mình phải giữ. Đó, mình phải giữ. Tránh mà cứ mua đi bán lại quá nhiều thì thành ra mình mất cơ hội nó tăng dựng đứng luôn. Cho nên có những cái form mô hình hai đỉnh nó đánh thuần phân tích kỹ thuật thì rất là đẹp, nhưng có những cái cổ phiếu mà lái nó đang gom đủ hàng rồi ấy, nó đánh lên luôn, nó không cho ông mà đánh theo kiểu mà thuần và phân tích kỹ thuật lắm, như là thường nhá, một cổ phiếu ví dụ bứt qua vùng kháng cự là nó cũng phải test lại một nhịp, một hai nhịp, ví dụ ngày 24/3 giảm 1,11%, hôm sau nó giảm một tí nữa đấy, xong bắt đầu đánh lên đấy thì nó sẽ đánh thuần và phân tích kỹ thuật hơn, nhưng mà hôm sau nó mở gap nó tăng luôn đấy, VCI nó mở gap tăng luôn đấy, nó không cho các ông mua luôn đấy, lại nó gom đủ hàng rồi, nó đánh khiếp lắm mọi người. Cho nên là khi mà cổ phiếu đã vào cái form hai đỉnh ấy, form mô hình hai đỉnh ấy, thì mình cứ thể mình cầm rồi, chả việc gì mà phải bán cả nhá. Banh thì đang có SHB và MBB khá là ổn đó. Đấy, SHB thì cầm thôi, cầm đến khi vi phạm đấy. Con này có đang nhá, mọi người nhìn nó đánh trên 120 thì rõ rồi, đúng không? Bứt qua vùng nền này, nó đánh trên MA50 đó, anh có test 1-2 nhịp rồi MA50 nó đánh lên tiếp. Thì SHB thì các bạn cứ lên quanh vùng 11-30, 11-40 các bạn bán nhá. Cái form này thì bởi vì những cái cổ phiếu như VPBank này nó chạy trước rồi thì kiểu gì thì MBB hay là SHB kiểu gì nó phải đạt được cái target của nó chứ, đúng không? Chẳng lẽ không được mà nó một doanh nghiệp rất tốt. Tất nhiên là VPBank nó có game thì nó mới tăng được như này, nó tăng rất là tốt trong một thời gian ngắn.
dục dịch đấy, Techcombank, MBB tăng hết, cho nên tôi mới khuyến nghị mọi người mua con MBB, phân tích kỹ thuật đẹp là mua luôn ngày 24 tháng 3, đúng không? Đấy, trong trong nhóm gần đây thì chỉ khuyến nghị mọi người là mua Novaland và MBB trong nhóm chính. Còn trong đội chuyên nghiệp thì anh Vũ khuyến nghị mọi người khá là nhiều, đúng không? Đều anh Vũ dạo này anh đánh rất là tốt đấy, thì như VCG chẳng hạn cũng đem lại biên lợi nhuận rất là tốt cho mọi người. VCG là hàng về, là phiên ngày 27 tháng 3 là hàng về rồi, nghĩa là sáng ngày 28 tháng 3 là lên cái vùng 21-70 đấy, là cũng có cũng nhiều bạn chốt lời được rồi đấy. Đấy, trong nhóm chốt lời nhiều rồi, có mua gia tăng, mua hai con VCG này, mua hai vòng, hai vòng. Cái con này cũng cái form này form là form hai đỉnh, cho nên hoàn toàn các bạn có thể tiếp tục nắm giữ mọi người nhé. HHV đầu tư công có vẫn ổn, chả vi phạm gì nhá. LCG xem này, LCG tăng 1,56% cũng ổn. Con này nó tích lũy lâu không gãy nên khả năng lại đánh lên tiếp, đúng không? Khả năng lại có cái nhịp ví dụ như KSB hay là BLC, nó hoàn toàn có thể có nhịp như vậy nhá. Mẫu hình dòng tiền chả vi phạm gì cả, chắc giờ cả và chắc ngày thì đang rất là ổn, không có vi phạm gì đâu mọi người. MACD chuẩn bị cắt lên rồi, đúng không? Lại có đánh trên MA20 Bollinger Bo lại nữa, cái xu hướng của nó là xu hướng tốt, không phải xu hướng xấu, không phải xu hướng yếu. Cái xu hướng mà nguy hiểm là xu hướng như này này mọi người đấy, ba quả đen rồi lên test lại vùng này mà không thành công nó giảm thêm một nhịp nữa là rất là xấu, cho nên nó tích lũy được cái vùng này mà đánh lên là ổn mọi người nhé. Đấy một, đấy hai, đấy ba đánh lên rồi, cho nên là không phải là xu hướng xấu nữa mà xu hướng là tích cực. Và quan trọng nhất là cái chợ chung, đúng không? Cái VN-Index mà đang cái form mà form có khả năng là đánh lên luôn chứ không phải là cái form mà điều chỉnh. VN-Index có mà điều chỉnh thì cũng chỉ về cái vùng test MA20 đấy. À 12-20 hôm nay thì tôi dự kiến là khả năng test được 12-20 xong bắt đầu mới mới hồi phục vào ngày mai, đúng không? Hoặc ngày kia đấy thì nó sẽ hay hơn, mà cuối cùng đấy lại nó có hôm đủ hàng cái gì nó đánh lên rất là khiếp đó. Nam Kim này, Nam Kim cũng cũng được, gọi là giữ được thôi. Tôi thì cái form này tôi không không khoái lắm. Hoa Sen thì khỏe hơn, Hoa Sen hôm nay còn vượt cả vùng kháng cự nhưng mà dày quá, đúng không? Kháng cự dày quá, nó phải tôn trọng. Có thể là nếu mà loằng ngoằng cái quanh nó mà đánh được cái vùng mà 10 16 50 16 60 của tầm 2 phiên nữa là bay nhá. Nghĩa là không bị giảm 2 phiên tới mà không 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 giảm, nghĩa là không bị thủng mất cái vùng mà 16 25 thì rất là ok. Còn nếu mà hai phiên tới đánh quanh cái vùng mà 16 50 trở lên là khả năng vào trận luôn nhá. Nghĩa là đòn báo cáo tài chính ấy. Thế cho nên những cái cổ phiếu này thì ưu tiên là nắm giữ được nhá. Mẫu hình dòng tiền rất là ổn này, Bollinger bắt đầu bo lại rồi này. Bó thắt lại thường thường sẽ có một xu hướng lớn trong thời gian tới, nhưng mà thiên về kịch bản là tích cực, đúng không? VN-Index đang tích cực mà mọi người, và cái mẫu hình của VN-Index cũng là mẫu hình đẹp nhất thì của thị trường thế giới. Thị trường thế giới cũng đang hồi phục mà mặc dù phân tích kỹ thuật của nó xấu như vậy mà nó vẫn còn hồi phục mạnh như như vậy, mà VN-Index nó đang mẫu hình đẹp thì mình phải thiên về kịch bản là tích cực chứ, đúng không? Cho nên là Hoa Sen và Nam Kim hoàn toàn các bạn có thể tiếp tục nắm giữ nhá. Rồi banh trứng thép. Trứng thì mọi người cứ giữ đi nhá, trứng thì mọi người cứ giữ đi. Nhưng mà ví dụ như FTS này thì canh mà chốt lời, đúng không? Tôi nghĩ là mọi người nên chốt lời. Ví dụ tăng 35% nữa các bạn chốt lời. Đấy là quan điểm cá nhân tôi. Đấy. Đạt cái vùng target là mình chốt rồi, không cần chốt đúng đỉnh đâu. Đầu tư chỉ cần chốt đúng điểm thôi là được. Nhiều khi cứ tham tham thêm 1-2% hoặc là 3-4% xong xong cuối cùng lại mất hết cả lãi. Đó, VCI. VCI thì lên được cái vùng tầm 35 36 là các bạn cũng lên chốt lời nhá, lên chốt lời. Quanh quanh vùng 35 là lên chốt. Vùng kháng cự này rất là khó có thể vượt vượt qua trong ngắn hạn. Cái vùng này cực kỳ khó luôn, cực kỳ khó. Vùng này kháng cự rất là mạnh chứ không phải là một kháng cự vừa yếu, cái vùng này rất là mạnh. Cho nên những cái cổ phiếu như cái VCI này nó có tăng sốc tăng tốc lên thì các bạn nên tôn trọng cái vùng kháng cự này. Rất là khó có thể vượt qua trong ngắn hạn. Ví dụ như con BID đi nhá, BID đi. Này, nó gặp cái vùng kháng cự này các bạn nhìn này. Cái ngày 27 tháng 1 như gặp cái vùng kháng cự rất mạnh của nó nhá, nó cũng điều chỉnh một cái biên biên tương đối lớn đấy mọi người. Ví dụ từ 3 44 60 nó xuống cái vùng mà 42 10 biên lợi nhuận của gần chục phần trăm đấy, không ít đâu. Cho nên mình nên chốt đúng điểm, thích thì lần sau mình mua quay trở lại mình mua lại sau. Gặp vùng kháng cự mạnh là phải tôn trọng những cái đặc biệt đến những cổ phiếu ví dụ dòng chứng khoán hay dòng banh là nó hay tôn trọng cái vùng kháng cự mạnh của nó. Các bạn đầu tư lâu các bạn sẽ biết cái đội này nó rất là tôn trọng cái vùng kháng cự mạnh của nó, cho nên mình phải tôn trọng nhé, mình phải tôn trọng.
Còn mỗi người một quan điểm mà, đúng không? Đầu tư mỗi người một quan điểm là sao mà có thể bảo ai quan điểm của mình thế lọ, quan điểm của các bạn là sẽ khác nhau, mỗi người một quan điểm thôi, đúng không? Tiền cũng là tiền của mọi người. Phân tích trên này anh em cố gắng xây một cái kênh uy tín một chút để cho mọi người có một cái kênh tham khảo tốt, đúng không? Rất là trên này chia sẻ rất là thật tâm, đúng không? Đấy nhá, đấy, đây là quan điểm cá nhân của tôi thôi nhá. Banh này, trứng thép, dầu khí thì đội này đang yếu, thì thôi mọi người có tăng một hai nhịp nữa thì các bạn bán đi. BB mà tốt nhất là bán sớm, để dành tiền sang những cái cổ phiếu khác. Đội này yếu quá, mọi người nó gãy thủng 20 mà nó lại gãy sâu quá, test 20 là bán thôi. Đội này nó yếu quá. Giá dầu thì đang hồi đấy, nhưng mà nó phải làm một nhịp nữa. Đấy, vì giá dầu cũng như thế thôi. Giá dầu test được 10-20 này. Đúng không? Brent là test 10-20 này. Thì nhưng mà đội dầu khí của mình không test được. Test 10-20 xong về về lại một nhịp nữa. Đấy, lúc đấy sẽ tạo form kiểu MACD hai đáy, ba đáy đấy, kiểu như vậy thì lúc đánh lên nó sẽ hay hơn. Nhưng mà cái vùng kháng cự dày như này để mà trong thời gian ngắn lại đánh lên hơi khó, thành thật mọi người hơi khó. Nó cũng giống như kiểu Dow Jones thôi. Dow Jones ấy, nó để mà đánh lên luôn cái nhịp này thì rất là khó, nó phải cần thời gian nó rung rũ tích lũy lại một thời gian. Cho nên cái vấn đề mà VN-Index thì tôi mới dự kiến là VN-Index chắc chỉ lên vùng 1080 rồi bắt đầu cắm mỏ theo thị trường thế giới thôi. Thì tận trận sau nhá, trận sang tháng giữa, tầm giữa tháng 4. Tôi nghĩ trận đấy mới gọi là trận lớn. Và trận đấy các bạn đánh tất tay hay đánh full margin luôn được. Nhịp này thì hoàn toàn các bạn có thể đầu tư còn tầm 70% tài khoản, đúng không? Bình thường, có vấn đề gì đâu. Cứ đầu tư thôi, việc gì phải quá quá quá, quá cẩn trọng, đúng không? Quá cẩn trọng. Dạo này kia cũng khá là tốt mà. Ok, banh, chứng thép, dầu khí, bất động sản, đầu tư công. Đấy. Ở ngoài ra còn những cái cổ phiếu dòng penny chẳng hạn, ví dụ như kiểu APH đây thì cũng phân tích mọi người từ rất là sớm rồi, đúng không? Các bạn xem video ngày ngày 23 tháng 3 đúng không? 23 tháng 3, 24 tháng 3 đấy, các bạn xem video ngày mà các bạn mua là hàng về là có lãi hết rồi đấy. Có lãi hết rồi. Cũng rất là tốt đúng không? Ví dụ ông nào mà mua video ngày 24 tháng 3 là hàng về ngày 28 tháng 3 là cũng có qua rồi, đúng không? Nhưng mà sóng penny chưa xảy ra nhỉ. Xong cái này có con này thì tăng tốt thôi chứ còn chưa có kiểu mà trần đồng loạt đó. Khi mà có khi là thời gian tới mà có sóng penny mà trần đồng loạt là khả năng lúc đấy thị trường ăn bô đấy. Nhưng còn APH này bắt đầu trần thì gặp vùng luôn vùng kháng cự mạnh này đó. Đấy. Ngoài ra còn rất là nhiều cổ phiếu các bạn muốn hỏi mọi người là các bạn bình luận phía dưới nhá, tối sáng ngày mai sẽ trả lời mọi người. Banh, chứng, thép, dầu khí, bất động sản, đầu tư công, bất động sản nữa đó. Bất động sản DIG đấy, DIG cũng đang khá là ổn đó. Đấy, cũng xây nền này, xây nền 1, nền 2, nền 3. Con này khả năng xây nền đánh lên luôn, không có kiểu test lại quá sâu đâu. Tôn trọng vùng, nghĩa là vùng nó lấp gáp này mọi người, đúng không? Nó lấp gáp, nó tôn trọng một nhịp, nó giảm 2,64%. Đấy, nghĩa là tôn trọng cái vùng kháng cự mạnh của nó đấy, đúng không? Tôn trọng vùng kháng cự mạnh của nó giảm một nhịp thì bây giờ nó hồi phục luôn, mà tích lũy quanh vùng này mà một hai phi nhịp nữa đánh lên luôn. Đấy, DG, DG cũng vậy, DG đang khỏe quá, DG đang rất là khỏe, đúng không? DG đang rất là khỏe, có thể là khả năng là đánh lên gặp vùng kháng cự mạnh luôn. Đấy thì có thể đánh lên một hai nhịp nữa là mình canh chốt lời thôi. MACD, RSI hay là Bollinger đang rất là ủng hộ cho cái chiều hướng đã đánh lên. Form nó vẫn là form mới tạo một đỉnh thôi nhá. Form này là mới tạo một đỉnh, chưa có đỉnh hai. Thường thường loằng ngoằng nó phải đỉnh hai xong nó mới chết được. Đấy, cho nên là những cái cổ phiếu này mà nó bứt qua vùng nền này hoàn toàn có các bạn có thể tiếp tục nắm giữ, đánh đến khi nào nó vi phạm phân tích kỹ thuật thì thôi chứ, đúng không? Bây giờ đã vi phạm phân tích kỹ thuật gì đâu mà mình phải bán, đúng không? Đấy, gửi anh Vũ anh cho mọi người trong mua trong nhóm đó. Đang lãi rất là tốt, không vấn đề gì đâu. Rồi, đấy, đấy là những cái cổ phiếu. Hôm nay có nhiều bạn hỏi là xem những cái bộ phim nào hay hay giới thiệu và những cái bộ phim mà tâm đắc nhất của mình đó. Thì mình có mấy bộ phim mà tâm đắc, ví dụ như kiểu bộ phim Forrest Gump ấy. Cái bộ phim Forrest Gump đấy, và bộ phim Mưu Cầu Hạnh Phúc hay là phim Tam Quốc Diễn Nghĩa hai bản bản 2010 nhá mọi người nhá. Thật ra cái vấn đề mà cốt truyện hay là cái lịch sử nó mình quan tâm làm cái gì mọi người, không nên quan tâm cái vấn đề mà cốt truyện hay là lịch sử của nước ngoài mình quan tâm sâu làm cái gì, đúng không? Lịch sử của nước nó nhưng lịch sử lúc mình đâu mà mình quan tâm làm cái gì. Cho nên xem cái bản Tam Quốc 2010 là mình xem cái vấn đề mà nó truyền tải những cái thông điệp ở trong cái bản đấy, như là những cái vấn đề thông thông điệp trong
cái vấn đề đối nhân xử thế hay là trong những cái vấn đề chiến lược, chiến thuật, đúng không? Hay là có những cái câu nói rất là hay ở trong cái bản Tam Quốc 2010. Còn cái bản Tam Quốc cũ thì tôi cũng xem nhưng mà nó không hay được bản bản này. Bản này rất là hay, đúng không? Bản này. Cái bộ phim Forrest Gump cũng là bộ phim mà tôi xem đi xem lại rất là nhiều lần. Hay, đúng không? Bởi vì cái bộ phim đấy kể về những cái kiểu mà cái cuộc đời của một cái người mà IQ rất là thấp ấy, nhưng mà người ta sống cho cuộc sống của người ta và người ta vẫn thành công rất là bình thường, cho nên là mỗi người một cuộc sống mà cứ sống cho cái cuộc sống của mình và mình cứ cố gắng hàng ngày là sẽ đem lại được thành quả, còn đâu chỉ quan tâm gì cuộc sống của người khác đâu. Quan tâm gì cuộc sống người khác, mình lo cho mình, lo cho gia đình mình là rất là tuyệt vời rồi. Đấy, có ba cái bộ phim mà tôi nghĩ mọi người nên, đặc biệt là bản Tam Quốc 2010 tôi cũng xem cái bản đấy rất là kỹ. Có nhiều lúc cái giai đoạn mà còn trong cái việc đối nhân xử thế hay là các bạn giao tiếp trong xã hội, các bạn xem Tam Quốc 2010, kể cả nam kể cả nữ, tôi nghĩ mọi người nên xem. Rất là hay. Cả về chiến thuật, cái cách ăn nói của Tào Tháo, ý, của Gia Cát Lượng hay Lưu Bị. Các bạn cứ xem nghĩ, tất nhiên ai cũng chê là Lưu Bị, cái bản này thì ai cũng thích Tào Tháo, nhưng mà các bạn xem cái ông Lưu Bị trong cái bản này thì các bạn sẽ biết là cuộc sống có phải ai cũng tài giỏi được như kiểu Gia Cát Lượng hay Tào Tháo đâu. Chỉ có những cái người mà biết tận dụng cơ hội và biết kiểu là cũng nói cho cùng là cũng kiểu giả ngân giả nhân giả nghĩa như ông Lưu Bị. Thật ra về mặt bản chất thì ông này cũng rất là đánh sống thật với bản thân chứ có phải quá giả nhân giả nghĩa đâu, nhưng mà cái trình độ của người ta không không được bằng ví dụ như là Tào Tháo hay là Gia Cát Lượng, cho nên người ta bắt buộc người ta phải 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 xây dựng một hình ảnh gì đó để mà người ta thu hút nhân tài đấy mọi người. Cho nên là kiểu cuộc sống thì bây giờ các bạn xem cuộc sống bây giờ thì đa phần toàn những ông Lưu Bị, chứ cướp đâu những cái ông thiên tài kiểu như kiểu là Tào Tháo hay Gia Cát Lượng, nó hiếm lắm mọi người. Cuộc sống bây giờ đa phần là như Lưu Bị cố gắng phấn đấu mà chớp lấy thời cơ thôi, chứ còn đâu mà như Tào Tháo Gia Cát Lượng nó rất là khó, đúng không? Đấy người ta gọi là thiên tài rồi. Tào Tháo hay là Tư Mã Ý hay là Gia Cát Lượng nó thiên tài rồi. Ngoài ra cái phim Mưu Cầu Hạnh Phúc cũng hay, Mưu Cầu Hạnh Phúc của Mỹ hay. Tên tên tiếng Việt là Mưu Cầu Hạnh Phúc cũng hay. Phim đấy truyền động lực ấy. Sói ra phố khuôn, phố Quân thì huyền thoại rồi, ai mà đầu tư tài chính thì hay xem cái bộ phim đấy. Sói ra phố Quân hay, nhưng mà Sói ra phố Quân tôi chỉ xem tầm khoảng tầm 60% đoạn đầu thì nó hay thôi, chứ còn những cái đoạn mà bi kịch về sau tôi không không khoái lắm, xem không thích lắm. Ok, hôm nay phân tích vậy đi, các bạn muốn hỏi mạng ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhé, tối sáng ngày mai tôi sẽ trả lời mọi người. Các bạn muốn tham gia Zoom khuyến nghị hay phân tích thị trường trong phiên thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên, còn các bạn muốn tham gia Zoom khuyến nghị hay phân tích thị trường trong phiên cũng như là tham gia khóa học phân tích kỹ thuật và phân tích dòng tiền thì các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên nhé. Các bạn muốn hỏi mang anh là bình luận phía dưới. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.